Thế giới thì có biết bao điều kỳ thú, song cũng không ít những nơi kinh dị rùng rợn, đủ sức khiến những ai gan dạ nhất phải rùng mình. Những hiện tượng bí ẩn diễn ra tại ngôi làng thế giới đã làm dấy lên những nghi ngờ về hiện tượng ma ám. Và nhiều ngôi làng như vậy đã trở nên rất là nổi tiếng, thu hút nhiều người tò mò thích khám phá. Nào, hãy cùng Tai Channel đến với 10 ngôi làng bị ma ám đáng sợ nhất thế giới. Ở vị trí thứ 10 thì đó chính là Bramshott, nước Anh. Bramshott là một trong ngôi làng bị ma ám nổi tiếng nhất nước Anh. Vào những năm 1700, ngôi làng này có quán trọ tên là Seventon, nơi nhiều tội ác bao gồm cả giết người diễn ra. Từ đó là những hiện tượng huyền bí bắt đầu xuất hiện và tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Ở Bramshott có tới 17 bóng ma đang trú ngụ, bao gồm Michael Butler, Quỷ Khô Butler, chết đuối vào năm 1745, và Flute Boy, cậu bé thổi sáo. Hồn ma cậu bé Flute Boy thường chơi đùa cùng hồn ma một con bê trắng. Những hồn ma khác thì gồm có White Lady, Grey Lady và một cậu bé bị giết bởi một tên cướp vào năm 1772. Kundara, Ấn Độ. Ngôi làng Kundara ở Ấn Độ là nơi định cư những người Paliwa theo đạo Bà La Môn. Nhưng vào năm 1825, tất cả đã biến mất chỉ sau một đêm. Theo kể lại thì thời đó, quan phủ là Diwan đã si mê con gái một già làng và đe dọa sẽ áp thuế cắt cổ nếu mà họ không chịu gả cô cho hắn. Và rồi tất cả dân làng biến mất chỉ sau một đêm cùng với lời nguyền. Bất kỳ kẻ nào đến đây sinh sống đều sẽ mất mạng. Kundara hiện vẫn đang bị bỏ hoang, chỉ còn các du khách và những nhà điều tra hiện tượng tâm linh thần bí là đi qua nơi này. Các nhà điều tra báo cáo rằng họ đã nhìn thấy sự xuất hiện của ma quỷ, cũng như bị một thực thể vô hình chạm vào. Điều đáng sợ nhất là họ đã phát hiện ra những dấu vân tay hằn ở trên xe cộ sau khi mà đi điều tra về. Bogavanet, Thụy Điển. Ngôi làng Bogavanet ở Bắc Thụy Điển được biết tới là nơi có một trong ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất Thụy Điển. Old Vicarage được xây dựng vào năm 1876 và báo cáo đầu tiên về ma quỷ là năm 1927 khi mà Chaplain New Whitland nói rằng quần áo của ông ta bị kéo khỏi dây phơi bởi một bàn tay vô hình. Năm 1930, một linh mục nhìn thấy một bà lão xuất hiện trong phòng và biến mất khi ông bước vào. Rồi sau đó, Chaplain Eric Lingen báo cáo một hiện tượng kỳ dị. Ông bị đẩy văng ra khỏi ghế nhiều lần bởi một thực thể vô hình nào đó. Ngày nay, Old Vicarage đã trở thành một nhà hàng và khách sạn, nhưng báo cáo về những hiện tượng dị thường vẫn tiếp tục. Naya Vutoka, Fiji. Tháng 2 năm 2016, bão nhiệt đới Winston đổ bộ vào làng Naya Vutoka, tỉnh Ra, Fiji. Cơn sóng thần gây ra bởi cơn bão đã phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hai người thiệt mạng. Một trong hai nạn nhân là người đàn ông tàn tật Paulisali Naiova. Rồi ông được chôn cất vào ngày hôm sau, khi một thi thể của ông được tìm thấy ông đống đổ vỡ mà cơn bão để lại. Một đêm thì Ose Balesavu, người chăm sóc cho Paulisali, tỉnh dậy khi nghe tiếng chó sủa không ngừng. Balesavu đã vô cùng kinh hãi khi trước mặt anh là hồn ma của Paulisali, lẩm bẩm là Kakana, nghĩa là thức ăn. Balesavu thì cũng khẳng định rằng hôm sau những con chó lại sủa ở chỗ chiếc đệm mà Paulisali thường nằm. Một tuần sau đó, một nhóm thanh niên sợ hãi chạy ra khỏi ngôi nhà mà họ đang cắm trại. Họ nói trưởng thôn rằng họ đã nhìn thấy Paulisali tập tễnh đi khắp mọi nơi và xin Kakana. Ở vị trí thứ 6 thì đó chính là làng cổ Binlake, Úc. Làng cổ Binlake nằm ở Logan. Hiện nay còn 20 ngôi nhà cổ chứa đầy những cổ vật có từ những năm 1860. Nhóm điều tra hiện tượng kỳ bí đã chụp một bộ ảnh sau khi có nhiều báo cáo của các nhân viên và du khách về những hoạt động ma quái trong làng. Các bức ảnh đã chụp lại một bóng đen mờ ảo các khu vườn, khuôn mặt một người đàn ông ở bên cạnh cửa sổ và một người phụ nữ mặc chiếc váy dài hội trường. Các chuyên gia nhiếp ảnh cảm thấy nghi ngờ tính chân thực của những bức ảnh. Tuy nhiên là vị trưởng làng của ngôi làng ma ám này lại khẳng định hoạt động kỳ quái diễn ra một thời gian dài, gồm cả những bóng ma không xác định và một chiếc piano phát âm thanh trong đêm.
5. Prince Albert, Nam Phi. Ngôi làng nhỏ Prince Albert nằm ở Cairo, Nam Phi. Đây là nơi trú ẩn của một vài vòng ma, nhưng điều ngạc nhiên là tất cả chúng đều khá là thân thiện. Khi mà đến với ngôi làng ma ám, bạn sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu về hồn ma một cô dâu trẻ, người đã chết đúng vào đêm trước ngày cưới. Hiện cô đang ở bảo tàng địa phương, nhưng được cho là hồn ma tốt dù có số phận khá bi thảm. Ngoài ra còn có cô gái mặc bộ đồ ngủ, nhảy lên nhảy xuống ở chiếc giường trong căn nhà Min House, nơi ở một vị bác sĩ tên là Min. Nơi đây còn có hồn ma một ông già ngồi ở hàng nghiền những ngôi nhà và vẫy chào những người phụ nữ đi ngang qua. Bốn, Lossa, Scotland. Ngôi làng Lossa luôn được đi kèm với cái tên ngôi làng ma ám bị nguyền rủa. Theo người dân nơi đây kể lại, vào thế kỷ 17 có một vị thầy bói đã sống tại đây. Ông đã buông lời nguyền rủa một cái cây tân bì ở trong làng. Sau khi chết, ông được đem chôn cạnh cây tân bì. Đến năm 1895, một người ông đốn hạ cây tân bì này. Không lâu sau đó, người đàn ông đó đã bị một con bò húc gây nhiều chấn thương và dẫn đến tử vong. Người hàng xóm của người này đã cố cứu ông khỏi bị bò húc, về sau cũng phát điên. Con ngựa được dùng để kéo đốn hạ cây tân bì cũng chết không rõ lý do. Một số người nói rằng họ đã nhìn thấy hồn ma của một người phụ nữ ở khu vực trên và tin rằng đó là linh hồn của người thầy bói buông lời nguyền rủa nghiệt ngã năm xưa. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là Belchite, Tây Ban Nha. Năm 1937, trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, hàng nghìn người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị giết tại làng Belchite. Nguồn nước bị cắt, người dân chết đói tử vong do trúng đạn. Các thi thể được tập trung lại và hỏa thiêu ông quảng trường giữa thị trấn. Số khác thì bị chôn trong một ngôi mộ tập thể. Ngày nay một số nhân chứng cho biết họ đã nghe tiếng khóc than của một đứa trẻ vào mỗi lúc hoàng hôn dọc theo những con phố vắng vẻ của Belchite. Đứa trẻ gào khóc và gọi tên người mẹ. Những người nông dân trong vùng thậm chí nghe được âm thanh và giọng nói bí ẩn ở trong đêm. Nhờ vẻ hoang vắng đến lạnh người, làng Belchite trở thành nơi thường xuyên được lựa chọn để quay những bộ phim ma ám. Hai, Volci, Italy. Trong ngôi làng nhỏ Volci ở Liguria, Italy, có một người nhà tên là Salile Anim. Đây từng là quán trọ thuộc sở hữu của một gia đình bị tâm thần. Họ dùng những đồ vật nặng trong nhà giết chết người thuê trọ, lấy trộm tiền của khách rồi vứt xác vào một ngôi mộ tập thể. Nhiều người cho biết họ đã thấy hồn ma nạn nhân không thể siêu thoát nên vẫn quanh quẩn đâu đây. Những bóng ma đi lang thang trong nhà di chuyển đồ vật để chứng minh sự hiện diện của mình, khiến nhiều người không dám đi qua ngôi nhà này vào ban đêm. Và vị trí đầu tiên trong video ngày hôm nay thì đó chính là Oradour-sur-Glan, Pháp. Làng Oradour-sur-Glan bị phát xít Đức tấn công vào ngày 10 tháng 6 năm 1944. Tất cả đàn ông bị bắt, bắn vào chân và đưa ra giàn thiêu. Chỉ có 5 người may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát. Không những thế, phát xít Đức còn dùng súng máy lựu đạn giết chết phụ nữ và trẻ em trong làng. Cả Oradour-sur-Glan chìm ở trong biển lửa và bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1958, một ngôi làng mới cùng tên được xây dựng ở gần vị trí ngôi làng cũ. Tuy nhiên chuyện lạ là người dân không ai đặt chân đến phần tàn tích còn sót lại. Họ cho hay đã nhìn thấy linh hồn người chết, từ đàn ông đến phụ nữ, trẻ em đi lang thang trong làng vào ban đêm và ngửi thấy mùi gỗ cùng thịt người cháy khét. Và video ở đây thì đã hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích và subscribe Taga Channel ngay lập tức đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.